Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Giải nghĩa Kinh Đệ Tam Cử. Kinh Đệ Ca Tam Cử do Tam Nương Diêu Trì Cung giáng cơ ban cho. Tam Nương có nhiệm vụ hướng dẫn các chân hồn lên đến từng trời thanh thiên, là tầng thứ ba trong cửu trùng thiên. Gọi là thanh thiên vì ở từng trời này ánh sáng đều có màu xanh. Câu 1-2. Cõi thanh thiên lên miền Bồng Đảo, động thiên thai bãi lão đón đường. Bồng Đảo là đảo Bồng Lai. Tương truyền ở biển Bột Hải, nơi cõi thiên liêng có ba hòn đảo: Bồng Đảo tức là đảo Bồng Lai, Dinh Đảo tức là đảo Dinh Châu, Phương Đảo tức là đảo Phương Trượng. Ba hòn đảo này đều có các vị tiên đến ở. Trên đảo Bồng Lai có núi Bồng Lai gọi là Bồng Sơn, là nơi ở của bát tiên. Nước biển chung quanh ba hòn đảo này thì rất nhẹ, không đỡ nổi một hột cải, nên gọi là nhược thủy, nước yếu. Động là hang đá trong núi. Thiên thai, tên của một hòn núi có tiên ở. Trong truyện Lưu Thần và Nguyễn Triệu, hai chàng đi lên núi Thiên Thai hái thuốc, bị lạc không biết đường về, sải gặp hai nàng tiên nữ từ trong núi đi ra, rồi kết duyên cùng hai nàng tiên này. Ở núi Thiên Thai được chừng nửa năm, hai chàng nhớ quê đòi trở về thăm. Khi về đến nhà thì con cháu đã đến đời thứ bảy, không còn ai nhận ra. Hai chàng thất vọng buồn bã trở lại núi Thiên Thai thì không tìm được đường lên núi, đành chịu chết ở chân núi. Bãi lão là bãi ông tiên, có lẽ đây là Trúc Lâm thất hiền tu thành tiên. Đây là bảy ông hiền ở trong rừng trúc vào đời nhà Tấn bên Tàu, có tên là Nguyễn Tịch, Kê Khang, Hướng Tú, Lưu Linh, Sơn Đào, Nguyễn Hàm, Dương Nhung. Câu 1-2 có ý nghĩa là từ cõi thanh thiên đi lên miền Bồng Đảo, có bảy ông tiên ở động Thiên Thai ra đường đón tiếp. Câu 3-4. Cam lồ rưới giọt nhành dương, thất tình lục dục như giường tiêu tan. Cam lồ là nước cam lồ, thứ nước quyền diệu do Đức Quan Âm Bồ Tát chế thành, thường thấy trên các hình hay tượng Đức Quan Thế Âm. Tay trái của Đức Bồ Tát cầm tịnh bình chứa nước cam lồ, tay mặt cầm cành dương liễu, để nhúng vào tịnh bình mà làm phép rải nước cam lồ. Giọt nhành dương là giọt nước nơi cành dương liễu, đó là giọt nước cam lồ của Đức Quan Âm Bồ Tát. Câu A4 có nghĩa là dùng cành cây dương liễu nhúng vào nước cam lồ, rải lên chân thần để làm cho lục dục và thất tình tiêu tan. Hai câu kinh này có ý nói về phép sát. Vị chức sắc hành pháp dùng nước âm dương cúng trên thiên bàn, đổ chung lại để luyện thành cam lồ thủy, rồi dùng cành cây dương liễu nhúng vào nước này rải lên chân thần người chết đang nằm trong quan tài, để tẩy rửa chân thần cho được tinh khiết. Vị chức sắc hành pháp phải trụ thần cho có huệ nhãn thì mới nhìn xuyên qua được lớp dáng của quan tài, thấy được chân thần của người chết thì việc hành pháp mới đạt hiệu quả huyền diệu. Câu 5. Cung đẩu tốt nhạc khoan tí nhạc. Cung đẩu tốt, đây là cung đẩu sức của Đức Thái Thượng Lão Quân. Nhạc khoan là khi nhanh khi chậm. Câu 5 có ý nghĩa là nơi cung đẩu sức của Đức Thái Thượng Lão Quân có tiếng nhạc phát ra khi nhanh khi chậm. Câu 6.
Đệ lệnh bài cánh hạc đưa linh. Đệ là đưa lên cấp trên với cử chỉ kính trọng. Lệnh bài là cái thẻ bài dùng làm hiệu lệnh của một vị bề trên cấp cho. Cánh hạc là đôi cánh của con chim hạc. Đưa linh là đưa linh hồn đi lên. Câu 6 có nghĩa là trình cái thẻ lệnh bài thì được cởi lên chim hạc để nó đưa chân linh đi lên. Câu 7, tiêu thiều lấp tiếng dục tình. Tiêu thiều, tiêu là cái ống sáo, thiều là ánh sáng đẹp. Tiêu thiều là tên của một khúc nhạc nghe rất réo rắt, êm tai, khiến người nghe có tư tưởng trở nên cao thượng. Tương truyền khúc nhạc tiêu thiều này do bà nữ hoa chế ra và vua Thứng học được, đem dạy cho nhạc công trong triều đình. Dục tình là lòng ham muốn vật chất hay ham muốn thú vui xác thịt. Câu 7 có ý nghĩa là khúc nhạc tiêu thiều che lấp dục tình, khiến cho tâm hồn con người trở nên cao thượng. Câu 8, bờ dương bóng phụng đưa mình nâng thân. Bờ dương là cái bờ có trồng cây dương. Cây dương là để chỉ đạo đức, bởi vì trong Đạo Đức Kinh có câu: dương vô trần nhiễm, đạo giả như dương. Nghĩa là cây dương không nhiễm bụi trần, đạo thì như cây dương. Do đó bờ dương là bờ đạo đức. Bóng phụng là hình ảnh của con chim phụng. Bờ dương bóng phụng do câu Hán văn: phụng hàm đơn chiếu đề dương bạn. Nghĩa là con chim phụng ngậm sắc lệnh của vua ban tiến lên bờ đạo đức. Nâng thân là nâng đỡ sát thân thiêng liêng đem lên. Câu 8 có ý nghĩa là chim phụng đưa chân thần lên bờ đạo đức. Câu 9-10, cung như ý lão quân tiếp khách, hội thánh minh giao sách trường xưng. Đức Thái Thượng Lão Quân tiếp khách tại cung Như Ý. Đức Thái Thượng hội chư tiên và chư thánh lại gọi là hội thánh minh, giao cho chân hồn một quyển sách tên là sách Trường Xuân, để chân hồn học tập theo đó mà tu luyện thành bậc thánh bậc tiên. Câu 11-12, thanh quang rỡ rỡ đòi ngàn, chân hồn khoái lạc lên đàn vọng thiên. Thanh quang là ánh sáng màu xanh. Thanh là màu xanh, nơi từng trời thanh thiên, ánh sáng đều có màu xanh. Rỡ rỡ là sáng ngời rực rỡ, chói lọi. Đòi ngàn, đòi là nhiều, ngàn là rừng núi, đòi ngàn là rừng núi chập chồng. Vọng thiên, vọng là trông mong, thiên là trời. Vọng thiên là trông mong lên chầu Đức Chí Tôn. Câu 11-12 có ý nghĩa là ánh sáng màu xanh ngời rực rỡ soi khắp núi rừng, chân hồn khoái lạc lên đường, trông mong lên trời chầu Đức Chí Tôn. Phần giải nghĩa kinh Đệ Tam Cũ đến đây là hết. Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.